Kính thưa quý vị, Thảo Ly đang đứng ngay tại hội trường của đài truyền hình IBC trong khuôn viên của trường điều ngữ. Ngày hôm nay chúng ta đến đây với buổi rehearsal, tức là diễn tập của các thí sinh để bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi vào vòng 1 trong cuộc thi giọng hát tâm ca và đạo hiếu. Và trước mặt Thảo đây là một thí sinh, là một cô lúc nãy mới vừa đã có buổi tập với lại ban nhạc cũng như là trình diễn trước ban giám khảo chuẩn bị cho ngày mai. Thì cảm giác của cô như thế nào? Bởi vì Thảo Ly được nghe nói là cô đã từng có trình diễn trong cái chương trình của đài TV, nhưng mà với một cái tư cách là người thí sinh thì cô thấy cái cảm giác có khác biệt không, có run không? Cô khi mà cô ca bình thường thì cái cảm giác mình nó bình thường, nhưng khi đã mang tiếng là thi thì cô rất là run. Nhưng mà có lẽ cô nghĩ là ngày mai cô sẽ lấy lại bình tĩnh để thi cho nó tốt. Có phải quý danh của cô là Kim Phụng và bài hát mà cô dự thi lần này sẽ là một bài tân cổ, một bài vọng cổ về mẹ phải không ạ? Cô hát về bài Lòng Mẹ để nói về cái tình cảm thiêng liêng của mẹ. Và chắc chắn rằng là cô sẽ diễn đạt rất là tốt, tại vì Thảo Ly đã nghe cô lúc nãy là có diễn tập qua, thì với 5 phút vỏn vẹn thì cô cũng đã chuyên chở được những cái tâm tư của mình. Và mong rằng ngày mai cô sẽ được may mắn. Cô có điều gì mong muốn cho ngày mai không? Cô mong muốn là ngày mai cô sẽ đừng có run để thi cho tốt hơn. Mong rằng cô sẽ trình diễn giống như là những lần cô đã từng đứng trên sân khấu hát và không có run như là ngày hôm nay nha. Rồi, cảm ơn Thảo Ly. Và kế đến đây chúng ta sẽ tới một tiết mục nữa. Và tiết mục này cần nhạc sĩ Hoàng Phúc với bài hát tân cổ Lòng Mẹ. Chúng ta hãy chào đón thí sinh mang số báo danh 198, cô Kim Phụng. Chỉ có
càng thôn kia không bờ không bến, mới sánh được cái lòng mẹ thương con dưỡng không tận không cùng. Con trai nên con đạp con chòi lắm khi đang ngủ say rồi mà mẹ phải giật mình tỉnh giấc. Dạ, cảm ơn cô Kim Phụng với phần trình diễn rất là ngọt ngào. Dạ, xin mời... Dạ, rung quá. Dạ rồi, dạ hết rung chưa cô? Dạ, dạ vâng, xin mời nhạc sĩ Thủy Lâm Sinh ạ. Chào chị Kim Phụng, chắc là chị còn rung. Tôi thấy chị ga chị rung lắm đó. Tức là cố gắng, nếu mà còn tiếp tục đi vào thì là cố gắng bình tĩnh một tí. Cứ coi như... thảo mộc cái gì kia không sao hết, để cho mình tỉnh táo, mình tự tin hơn. Nhận xét đầu tiên là đáng lẽ để cho Ngọc Huyền, cái cô ấy cô giỏi lắm, chứ còn tôi đâu có giỏi lắm đâu. Dạ bây giờ con mời nhạc sĩ trước rồi có gì chị Ngọc, okay. Nghệ sĩ Ngọc Huyền sẽ cuối cùng ạ. Rồi được.
Thật ra thì giọng cổ, tân cổ này đối với tôi nó cũng hơi khó khăn để mà chết. Tuy nhiên cái phần tân nhạc đó, tự nhiên chị làm 2-3 nốt lúc đầu nó sai. Tôi tưởng cái đó là ngừng rồi để vô giọng cổ đó, nhưng mà lại chị tiếp tục thành cái chỗ đó tôi nghĩ là default. Tôi rất là thích chị đã cố gắng và tôi sẽ có 8 điểm cho chị. Dạ, cảm ơn nhạc sĩ Thùy Lâm Sinh và xin mời danh ca Sơn Tuyền ạ. Chào em, chào chị nữa chứ, xin xin lộn hoài. Trời ơi, nó cận thị nó khổ ghê vậy. Phải nó loạn thị cũng đỡ, nó cái này nó cận, nhìn sao không thấy. Bây giờ chào chị, này chắc chào em nữa hay sao đây. Em ơi, nữa kêu bằng em, đi có chị hả? À, chị hả? 1950 đấy dì Tám. À, dạ, dạ. Cô Kim Phụng sinh 1950. Ờ, dạ, em chào chị. Dạ, thưa chị, cái bộ môn nghệ thuật cải lương nó rất là khó. Mà chính cả Sơn Tuyền cũng thích hát lắm, nhưng mà nhịp nhàng vô cũng hơi khó. Nhưng mà chị làm bổn phận của một cái bài giọng cổ như vậy là rất là tuyệt vời rồi. Mà cộng thêm cái cây đờn kêu mà là bất hủ của anh Hoàng Phúc, rất là tuyệt vời. Vậy quý vị ơi, thôi cho 9 điểm đi ha. Dạ, ok, gửi chị 9 điểm. Okay. Dạ, vâng, cảm ơn danh ca Sơn Tuyền và xin mời ca sĩ Nguyễn Đức ạ. Chào cô Kim Phụng. Cô có giọng hát truyền cảm, nhưng mà cô chưa có giống như là cô chưa có cái cách để mà giữ cái làn hơi của mình. Cô có nhiều cái thiếu sót lắm, chẳng hạn như hơi bị ngắn quá, cô không giữ được cái đuôi mỗi khi rớt câu hay cuối câu. Rồi ngay cả cái vô cái phần tân nhạc cũng vậy, cô cũng không có biết làm chủ, cho nên cô loàn, có khi cô loàn và có khi cô lên cao thì lại bị với quá. Cảm ơn cô đã đến với chương trình. Mặc dù bài hát rất là tình cảm, nhưng mà vì đây là một cái cuộc thi cho nên Đức tặng cô 7.5. Dạ, 7.5. Dạ vâng. Và cuối cùng, nghệ sĩ Ngọc Huyền, tiếp nhận xin mời chị ạ. Cảm ơn cô Kim Phụng đã đến với chương trình. Cô đã hát một bài hát rất là ý nghĩa. Ai nói là các nhạc sĩ, các danh ca và các ca sĩ nhạc đạo Pháp của chúng ta không biết nhận xét về cải lương đâu ạ. Nhận xét quá tuyệt vời, phải không quý vị? Quá tuyệt vời luôn. Anh Nguyễn Đức là thực sự ra thì cải lương cũng là hát thôi, cũng là nhạc thôi. Thì cũng như anh Đức nói đó, những cái dứt câu như là mẹ giật mình tỉnh giấc, thì những Ngọc Huyền xin nhắc cô cũng như nhắc các bạn nào hoặc là quý vị thí sinh nào mà trong tất cả các cuộc thi tới mà hát cổ nhạc thì nên chú ý những cái dứt câu đó, là mình đưa cái tình cảm khán giả họ vào, cho nên là mình lại càng có thể mình nói hết cả tình yêu của mình, mình dùng cái giọng hát của mình phô trương được lúc nào đó thì mình nên đưa vào để cho người ta nghe nó mượt mà hơn, và người ta cứ đắm chìm đến lúc mình dứt câu ta giật mình vậy. Ôi trời ơi, nó sướng quá, nghe nó đã quá. Ha, cô Kim Phụng nhớ dùm con những cái móc đó. Bên cạnh đó thì anh Hoàng Phúc đờn quá hay, phải khen ảnh một lần nữa, đờn mà tôi ngồi tôi mê luôn. Nhưng mà khi anh Hoàng Phúc đờn hay thì phải khen cô Kim Phụng, nhịp cô rất là chắc. So với cái chú thí sinh hồi nãy Long Giang. Hoàng Long Giang phải không ạ? Thì cô quá chắc nhịp. Ngọc Huyền nhớ là ngày hôm qua trong buổi tập á, Ngọc Huyền thấy là cô là câu 2 là cô chỉ bỏ 4 nhịp thôi, mà cô mê nghe anh Hoàng Phúc đờn hay quá, cô lướt luôn 8 nhịp. Nhưng mà Ngọc Huyền đang ngồi đếm nha, đếm từng nhịp một xem rằng cô Phụng có bị rớt cái nhịp xề 24 không. Nhưng mà cô không rớt. Một tràng pháo tay cho cô. Cho nên cái sự ưu ái là Ngọc Huyền xin phép khán giả là Ngọc Huyền muốn cái vòng 2 phải có giọng cổ, cho nên vẫn tặng cô cái điểm khá tuyệt đối 9.5. Dạ vâng, wow. Xin chúc mừng cô Kim Phụng. Dạ, chắc có lẽ hôm nay rung. Chú chắc còn ngồi dưới ủng hộ cô không cô? Dạ, cô rung quá. Dạ, nhưng mà rất là cưng, rất là ngưỡng mộ. Khi đi đâu thì chú cũng chở cô đi hết trơn á. Bất cứ nơi nào mà cô đam mê âm nhạc là chú chở đi trên mọi hành trình. Dạ vâng, xin chúc mừng cô Kim Phụng. Đó gọi là với số danh 198 và tổng điểm của cô là 34. Thank you.
Và bây giờ là thí sinh Hoàng Huyền Vi sẽ chuẩn bị bước ra sân khấu. Xin chào chị. Chị có thể cho biết là chị từ đâu đến và tâm trạng của chị bây giờ như thế nào? Dạ, Huyền Vi xin gửi lời chào đến chị Xuân Anh và đến quý khán thính giả đang nghe đài. Vi ở rất là xa, rồi Vi giỡn thôi, là ở ngay, gần ngay Garden Grove thôi. Dạ. Thì ngay bây giờ thì rất là hồi hộp. Vi nghĩ là thí sinh nào cũng vậy thôi. Tại vì dù sao cũng là một cuộc thi, thì dù có chuẩn bị kỹ nhưng mà cái phần mà lo lắng, hồi hộp thì nó vẫn là nằm ở đó. Vậy thì hôm nay có những người đi theo ủng hộ chị không? Hay là ở nhà có ai đang xem trực tiếp trên đài truyền hình để mà ủng hộ cho chị? Dạ, Huyền Vi cũng có dặn một người và bạn bè gia đình để xem, nhưng mà cũng mong là họ đang ở nhà coi và ủng hộ cho Huyền Vi. Hôm qua chị cũng đã có một buổi dự tập cũng rất là kỹ. Thì chị nghĩ là buổi dự tập một ngày trước cuộc thi sẽ giúp ích cho chị như thế nào? Chị thấy là có giúp cho chị tự tin hơn không? Dạ, theo Huyền Vi thì có chứ. Như những chương trình khác, theo Vi biết đó, thì khi mà đi thi không có được giờ chuẩn bị sẵn thì cái đó làm cho thí sinh có thể nói là rất là khớp. Thì hôm qua khi mà dợt lại đó thì Vi rất là mừng là được cái phần đó. Thì cũng có một vài nhận xét của ban giám khảo, thì tối tại dợt ban ngày thì tối có thể về nhà mình dùng những cái lời góp ý đó để mình tiến bộ nhiều hơn. Và bây giờ thì chị cảm thấy là chị tự tin hơn để chuẩn bị bước ra sân khấu chưa nè? Có thể nói là tự tin hơn, nhưng mà tự tin lắm thì không có đâu, vẫn run lắm. Nhưng mà rất là vui tại vì có cơ hội để được đến đây tham gia cuộc thi và được sự góp ý của ban giám khảo. Tối qua thì Vi cũng có về nhà tập rất là nhiều. Thì mong là ok. Vậy thì mong là những quý vị khán giả đang xem trực tiếp trên đài truyền hình IBC 57.8 sẽ dành nhiều sự ủng hộ cho thí sinh Hoàng Huyền Vi để cho chị có thể vững tin hoàn thành cuộc thi của mình. Dạ. Xin chào chị. Chào chị Xuân Anh, cảm ơn chị rất nhiều. Và thưa quý vị, một cái chuyện nợ khác mà chúng ta không thể nào trả hết suốt cuộc đời này, đó là nợ mẹ, nợ cha. Công ơn sinh thành dưỡng dục. Sau đây thí sinh tiếp nối của chúng ta Huyền Vi với số báo danh 166 sẽ gửi đến quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Con Nợ Mẹ. Cha mẹ được hết công lao sinh thành, nợ suốt đời một lời xin lỗi. Cảm ơn mẹ vì luôn bên con lúc đau buồn và khi sóng gió, giữ dòng tố cuộc đời vòng tay mẹ chở che khẽ vô về, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Mẹ dành hết tuổi xuân vì con, mẹ dành những chăm lo tháng ngày, mẹ dành bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, chẳng khi con lạc lối, dẫu đi chọn cả một kiếp người cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru.
cảm ơn mẹ vì luôn bên con lúc đau buồn và khi sóng gió. Giữa giông tố cuộc đời, vòng tay mẹ chở che khẽ vô về, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Nợ mẹ cả tuổi xuân vì con, nợ mẹ những chăm lo tháng ngày, nợ mẹ bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng trăng khi con lạc lối, dẫu đi chọn cả một kiếp người cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru. Dù giông tố khó khăn đã qua, mẹ vẫn dõi theo con phía sau, đường con đi thênh thang bước chân là nhớ có mẹ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng dương trên cao ấm áp, trái tim mẹ tựa như biển trời, là nơi chốn quay về bình yên. Trái tim mẹ tựa như biển trời, là nơi chốn quay về bình yên. Vâng, cảm ơn phần trình diễn rất là xuất thần của Huyền Vy với số báo danh 166. Thì như chúng ta cũng đã biết, khi mà chúng ta tụng kinh Vu Lan Bồn hay là kinh Địa Tạng hay kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân, thì ân cha mẹ không bao giờ chúng ta có thể đáp đền được. Đó là công lao, phải nói là còn hơn cả trời biển, chứ không thể như trời biển được. Và cái bài hát này với giọng ca như vậy có lẽ là đã truyền tải được cái thông điệp đối với từ người con đến với công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và trở lại với ban giám khảo. Vâng, Tuyết Nha xin mời nhạc sĩ Thủy Lâm xin. Hay ban giám khảo kia còn ghi chép quá. Dạ. Vâng, cháu Huyền Vy. Dạ vâng. Cháu đã thể hiện rất là tốt cái bản nhạc này. Và phong cách trình diễn của cháu đó, chú theo chú thì chú thấy rất là đạt. Và chú thấy rằng là không có chỗ nào chê, và cứ tiếp tục như vậy mà đi. Cảm ơn chú. Chú tặng cháu 9 điểm. 9 điểm. Và xin mời danh ca Sơn Tuyền. Đúng vậy anh, cháu rất tốt. Nhưng mà đều có một cái là khi mà mình muốn đứng lên trên sân khấu mà cầm cái micro mà mình hát á, muốn thành một quán quân á, là các em phải nhớ một điều là phải hát cho rõ lời, hát hạ miệng ra, hát từ cái mình hát cho tròn chữ thì nó mới đạt tới tốt cho mình. Còn nếu tụi em có sức, có khỏe hát hay nhưng mà không rõ chữ thì cũng hơi uổng nha, nhớ ráng cố gắng. Em cho em 8.5 điểm. 8.5 điểm. Dạ vâng, xin cảm ơn danh ca Sơn Tuyền và xin mời ca sĩ Nguyễn Đức ạ. Chào em Huyền Vy. Em có một giọng hát rất là lạ, giọng nữ, giọng trầm ấm. Cũng giống như danh ca Sơn Tuyền đã nói, em cần hát rõ hơn và mở cái khẩu hình mình ra nhiều hơn. Em còn cứ như thế nè, cái mình chưa có phát ra được những cái âm nó đẹp. Tuy giọng ca em có một cái lạ ở trong đó, trầm ấm. Và nếu có cơ hội vào vòng trong, em phải ráng tập luyện nhiều hơn nữa, tập ngày tập đêm đó nha. Thì mới có cơ hội vào trong. Thì để đáng lẽ anh tặng em 8 thôi, nhưng mà khuyến khích em tặng em 8.5. Dạ vâng, xin cảm ơn ca sĩ Nguyễn Đức 8.5. Và xin mời nghệ sĩ Ngọc Huyền. Hey, nãy giờ anh Đức nói khó, giờ chắc tới tôi khó quá. Nói chung đó là Huyền Vy có cái giọng, phải nói cái quãng rộng lắm. Em lên nốt cao và thấp đều nghe nó thoáng. Nó như nốt thấp nhưng mà chỉ có cái khẩu miệng của em đó chưa có tròn, cho nên là người nghe cái lời văn nó chưa có mượt mà. Mà cái điều mà chị Huyền khó đó là tại vì nếu so với cái số tuổi thì em sinh 1984 đó, thì cái cảm âm của em bị phô nhiều nốt quá.
bị chênh đó, gọi là bị chênh đó. Thí dụ nốt đô em ca nốt si, hoặc là nốt pha em ca nốt mí, thí dụ đó, nó thiếu thiếu một chút đó, là không phải là vì cái giọng em không tốt mà vì cái cảm âm. Thí dụ như các bé như là bé Bảo Trân, bé Hà Tiên, bé Khải Danh vân vân, các bé đó nó mới mười mấy tuổi đó, thì chị Ngọc Huyền có thể tha thứ, chúng ta dùng cái chữ là có thể châm trước, bởi vì các em còn nhỏ cái cảm âm, nhưng mà em thì đã mình đã quá cái tuổi trưởng thành rồi, cho nên thôi cho ban giám khảo này khó một chút xíu không thôi đó. Thì quý khán giả xem chương trình đó thì lại nói trời ơi, Tâm Ca Đạo Hiếu này chấm dễ quá, phải không? Thì cái giá trị của chương trình của chúng ta bị giảm đi, thì mong là thí sinh cũng thông cảm cho ban giám khảo, thì cũng có người dung hòa, có người khó chút, thì hôm nay cho chị Ngọc Huyền khó, bớt em 5 điểm, tức là tặng em 8 điểm. Bớt nửa điểm đó. Dạ, nửa điểm đó. Dạ, 8 điểm. Nửa điểm. Dạ vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Ngọc Huyền. Tức nhà nghĩ là không ai nói là chấm dễ đâu, nãy giờ thấy không khí căng thẳng dữ lắm. Dạ, căng thẳng mà MC cũng ngồi cũng căng thẳng theo đó. Hên không lên hát chứ hát chắc cũng không ra lời luôn. Dạ, xin cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn Huyền Vi với số 3166 và số điểm của Huyền Vi là 34. Xin chúc mừng. Xưa đó Thảo Ly mỗi lần mà đến lễ Vu Lan đó thì thấy có nhiều vị đeo bông hồng trắng trên áo, có người thì đeo bông hồng đỏ, mình đâu biết đâu, mình cứ thấy là có màu sắc là đẹp thích lắm. Nhưng mà sau này ý nghĩa khác nhau thì nữa. Được học thôi cái ý nghĩa, có phải là bông hồng trắng là cho những vị có vẫn còn là không còn cha mẹ nữa, là không có may mắn được ở cạnh bên mẹ của mình, còn những vị nào mà có đeo bông hồng đỏ đó là những người rất là may mắn vẫn còn được mẹ bên cạnh mình, phải không? Vâng, đúng như vậy Thảo Ly. Ngày chúng ta có một cái suy nghĩ như vậy, nhưng mà về sau này thì bởi vì khi mà đi đến lễ Vu Lan ở một số chùa, chúng ta cảm thấy là nhìn cái bông hồng đó tự nhiên bất giác thấy màu trắng, tự nhiên chúng ta cũng cảm thấy buồn cho họ, và cảm thấy bông hồng đỏ thì đối với những người ra bông hồng trắng thì cảm thấy chạnh lòng. Chính vì vậy mà quý vị đến với chùa Điều Ngự của chúng ta thì tất cả những người con Phật đều là bông hồng màu vàng. Bông hồng màu vàng, cái ánh và sáng, ánh giống như là một ánh đạo vàng của chư Phật mười phương vậy, và tất cả đều bình đẳng. Thì như vậy chúng ta sẽ không còn một cái sự mà chạnh lòng, và cũng không còn một cái sự buồn bã nữa khi đến với lễ Vu Lan, khi mà chúng ta gắn lên bông hồng màu vàng. Và tất cả những màu sắc bông hồng trên áo để tưởng nhớ về người mẹ, người cha yêu dấu. Và thưa quý vị, sau đây sẽ là ca khúc Bông Hồng Cài Áo với thí sinh số báo danh 167 Hon Nguyễn. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dùi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình như lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là giọt suối diêu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc đêm thâu khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồng cau,
tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương rau, là bốn luyến yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay chăng, biết gì, biết là con thương mẹ không? Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Dòng suối diêu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc đêm thâu khi lạc lối. Mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ là nai chuối buồn câu, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết hay chăng, biết gì, biết là con thương mẹ không? Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Dạ, rất cảm ơn phần dự thi của thí sinh Hon Nguyễn, và mình đang xin mời nhận xét từ ban giám khảo. Đầu tiên xin mời nhạc sĩ Thủy Lâm Sinh ạ. À, kính chào anh Hơn Nguyễn, anh đã trình diễn xuất sắc trong cái bản này. Đây là một trong ba bản bông hồng cài áo mà chúng ta đã nghe từ đầu chương trình cho đến bây giờ. Hình như cái bài này có vẻ kinh điển thật, hay lắm. Anh ca cũng là xuất sắc lắm.
nó có một chút xíu có lẽ là anh mistake cái chỗ mà như đời mình không lớn không hơn, chứ không phải như đời mình không lớn không hơn. Anh có ốp một chút xíu, nhưng mà cái đó có thể không có biết điều. Giọng ca anh rất là tốt, và theo tôi đó là anh đã diễn xuất hết rất là tài tình trong bản này và có hồn lắm. Tôi rất là cảm ơn anh và xin gửi đến anh 9 điểm. 9 điểm dạ. Là số điểm của nhạc sĩ Thủy Lâm Sinh. Dạ, bên đang xin mời danh ca Sơn Tuyền ạ. Chào anh, anh có cái giọng hát có cái chất ấm, trầm cũng nghe rất là dễ lọt vào lỗ tai của khán giả. Nhưng mà rất có một cái điều là anh nhớ cái đa số mà nghệ sĩ là phát âm cái chữ nó không có đúng cái của nhạc sĩ viết. Thí dụ như là vốn liến chứ không phải là vốn luyến nha. Anh nhớ đồ nhớ chữ mấy chữ đó. Ok anh, rất tốt. Tiền gửi anh 8. Và danh ca Sơn Tuyền là 8.5 điểm ạ. Xin mời ca sĩ Nguyễn Đức ạ. Xin chào anh Hoan Nguyễn. Anh có một cái giọng hát khỏe, giọng rất là nam tính, phát âm tốt. Tuy nhiên cái bài này á, anh hát có cái đoạn mà nói với mẹ rằng nó bị sượng, nó không có được đúng như trong nó trong bài. Cho nên là anh chú ý về cái vấn đề này. Nếu mà anh có vào trong vòng trong thì anh hãy chú ý kỹ những cái giai điệu của bài hát. Giọng ca anh rất là đẹp. Chúc mừng anh đã hoàn thành bài hát. Xin tặng anh 8 điểm rưỡi. Và ca sĩ Nguyễn Đức cho 8 điểm rưỡi. Xin mời nghệ sĩ Ngọc Huyền. Thưa anh Hoan Nguyễn, là cảm ơn anh đã trình bày cái nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo. Mà cái đặc biệt trước tiên đó thì khoan nói về anh Hoan Nguyễn, thì Ngọc Huyền xin cảm ơn nhạc sĩ Quốc Võ rất là nhiều. Một tràng pháo tay dành tặng cho nhạc sĩ. Quý vị thấy không? Một chương trình mà có 3 bài hát. Một chương trình mà có một bài, 3 người hát một bài hát Bông Hồng Cài Áo. Nhưng mà quý vị xem đi, mỗi người một vẻ hát khác nhau. Và anh Quốc Võ đó dùng 3 bài phối khác nhau để gửi trong chương trình ngày hôm nay. Mà hình như là ảnh ưu ái cho anh Hoan Nguyễn này nhiều rồi nha. Cái bài phối này hình như là đàn ông đó. Cho nên là họ có một cái xích nồ mà phe đảng với nhau thì phải đó. Cho nên khi mà anh Quốc Võ đờn cái bài này, Ngọc Huyền thấy làm như anh phê dữ lắm, làm cho Ngọc Huyền ở dưới cũng tê tái cái trái tim Ngọc Huyền luôn. Nhưng mà anh Hoan Nguyễn hát khá sai nhiều nốt trong nhạc phẩm này. Bên cạnh đó thì anh sai một cái lời đó thì nó không có phá cái nghĩa. Giống như các thí sinh, Ngọc Huyền nhớ có một cái thí sinh đầu là cái chữ nói về mẹ đó là không và đang nó khác nhau. Chữ không với chữ đang nó khác nhau. Anh thì sai cái chữ đêm thâu. Trong đêm khi lạc lối rồi mới là tiếng dế đêm thâu nha. Ngọc Huyền, mẹ là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối rồi mới là tiếng dế đêm thâu. Thì nãy anh hát hai chữ đêm thâu luôn. Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ và ông còn sống ông dẫn kiện liền. Nói trời, tôi cũng là nhà văn mà tôi đâu có thể để hai cái chữ đêm thâu vô cùng một cái câu nói, câu hát đó. Cho nên là thôi cho em trở thành người khó trong cái chương trình hôm nay. Em tặng anh là 8 điểm. Và số điểm của nghệ sĩ Ngọc Huyền là 8 điểm. Dạ, mình đang xin mời. Dạ, chúng ta sẽ đến với tổng số điểm của thí sinh Hoan Nguyễn là 34 điểm. Dạ, xin chúc mừng chú. Dạ. Những thí sinh từ miền Nam California đến từ thành phố Garden Grove đó là Nguyên Lê và số báo danh là 321 sẽ cùng tâm sự đến quý vị cảm nhận của cô như thế nào. Xin chào quý vị, xin chào bạn. Mình là số báo danh 321, tên là Nguyên Lê. Lần đầu tiên mình tới với lại chương trình IBC. Hát cái này rất là rung nhưng mà rất là vui.
Rất là vui bởi vì nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ và được hát ca khúc mà mình yêu thích, đặc biệt là về dòng nhạc, về mẹ, về tâm ca đạo hiếu. Thì cái cơ duyên nào mà Nguyên Lê được nghe về cuộc thi này? Em nghe được cuộc thi này là do mẹ. Mẹ em cũng là một trong những thí sinh ngày hôm nay. Số báo danh của mẹ là 320. Như vậy là ủng hộ cho cả mẹ và con, cả hai mẹ con đều đi thi ha. Vâng, cảm ơn Nguyên Lê và sẽ mong rằng có điều gì sẽ đến với mình vào ngày mai. Hy vọng là mọi ngày hôm nay làm được rất là tốt và các bạn như là các quý vị khán giả và ban giám khảo sẽ thích. Thì just hope for the best. Good luck to you. And I heard that you are engineer. Nguyên Lê là một người kỹ sư đã bắt đầu đi làm rồi, nhưng mà vẫn yêu thích dòng nhạc. Và với cái công việc hàng ngày như vậy thì Nguyên Lê có thời gian để luyện tập không? Dạ có, nhưng mà không có nhiều lắm. Tại hôm nay phải lấy cái phone để mà vừa hát vừa nghe nhạc, cho nên ngày mai phải học tiếp để mà hát cho nó tròn hơn. Hẹn gặp lại vào buổi trưa thứ bảy ngày mai với thí sinh Nguyên Lê 321. Cảm ơn chị, cảm ơn quý vị. Bye bye. Lúc nãy thì nghe nói anh ca sĩ Nguyễn Đức là khó, bây giờ chị Ngọc Huyền lên ngôi khó hơn. Và thưa danh ca Sơn Tuyền, lúc nãy thì danh ca Sơn Tuyền đã nói là có một bé trên đây hát lúc nãy đó. Thì bây giờ thì có con của bé này, của cô bé, con của cô Hải Vũ sẽ trình diễn tiết mục tiếp theo thưa quý vị. Lúc nãy thì bé Thảo đứng bên dưới, Thảo Ly nghe thí sinh này là Nguyên Lê nói với Thảo: lúc nãy mẹ em run quá chị ơi, bây giờ em còn run hơn mẹ em nữa. Thôi lấy bình tĩnh cố gắng nha. Thí sinh số 321 với một sáng tác của Phương Uyên, ca khúc Mẹ Yêu. Con xin chào gia đình. Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ giúp con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, rất no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên. Luôn bên con khuyên răn con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống. Mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm hôm con trong tay không ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói. Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù cho con giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là mẹ sưởi ấm trong tâm hồn con, mẹ yêu dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi xa đi cho con mồ côi, ôi mẹ yêu. Luôn bên con khuyên rằng con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống. Mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm hôm con trong tay không ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói. Mẹ sưởi ấm trong tâm hồn con, mẹ yêu dẫn con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ
mẹ sưởi ấm trong ta muôn con, mẹ yêu dẫn con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, ôi mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi. Và sau đây xin mời phần chia sẻ kinh nghiệm cũng như là phần chấm điểm của ban giám khảo ở bên dưới. Xin mời nữ danh ca Sơn Tiền. Con hát nhạc phẩm này chắc các bà mẹ dưới nhìn thấy con hát mà sướng tê tái. Thương quá thôi. Nhưng mà con gái ơi, bài này con hát rất là hay. Nhưng mà lần sau á, con nếu có đi hát hay trình diễn, con nhớ đừng có lên tông. Tại vì con chưa phải là chuyên nghiệp lắm. Là khi mà muốn lên tông là mình phải biết cái nốt và mà cái người đánh đờn họ phải lên. Thật ra con nhớ lần sau đừng có lên tông nha. Cứ hát bình thản như vậy. Ok con gái, cho con 9 điểm. All right. Quay qua em nói sorry anh nhạc sĩ. Nếu mà được cơ hội vòng trong mình đừng sorry, ráng cố gắng lên nha. Và dạ, và phần viết là chấm điểm tiếp theo là của chị Ngọc Huyền được không? Xin mời chị. Lady first ha. Hôm qua đó thì chị Ngọc Huyền rất là may mắn có mặt trong cái buổi tập đó, thì em Lê Đình Vũ Nguyễn Nguyên phải không? Bây giờ lấy tên là Nguyên Lê phải không? Nguyên Lê. Thì Nguyên Lê chị nhớ là cái đoạn cuối em không có lên. Cho nên nãy là vừa làm cho anh Quốc Võ muốn chết. Đổ mồ hôi hột kìa, anh đang chậm mồ hôi luôn kìa. Muốn chết luôn. Mà chị ngồi đây chị cũng muốn chết luôn. Đang nghe phê quá mà. Tôi đang hát theo rồi nó cất lên cái rồi không biết đường đâu mò luôn. Nhưng nói chung đó là bài này thuộc là một loại bài hát khó. Bởi vì nếu mà cảm âm không tốt là nhiều nốt phô. Nhưng mà Nguyên Lê control được cỡ khoảng 80%. Đáng lẽ là 9 điểm rồi đó. Nhưng mà tôi trừ nửa điểm cái vụ mà đâu có phải ca sĩ muốn lên sân khấu cầm micro muốn hát gì hát, muốn quậy nhạc sĩ cỡ nào quậy đâu. Phạt. Cho nên còn 8.5 điểm. Phần chấm điểm của nghệ sĩ Ngọc Huyền 8.5. Và sau đây xin mời nhạc sĩ Thủy Lam Sinh. Xin mời nhạc sĩ ạ. Chào cháu. Cháu rất là tự tin khi trình diễn. Cháu có nhân dáng perfect. Có một điều là đúng là khúc sau đó cháu hơi cương. Cháu muốn cho nó tức là nó khác biệt cái cuối đó, thì cháu lại tự động cháu lên khúc trên. Trước đó cháu lên một đoạn mà chú cũng chớ giới, chú nói ủa tại sao con cô bé này có lên một cách khơi khơi vậy, ông nhạc sĩ ông ngồi đằng kia ông không biết theo. Thì đó là lý do mà mình không phải là muốn lúc nào mình lên thì lên. Giả sử nếu có đó cái ra của mình đó, thì mình cũng phải phối hợp với nhạc sĩ để cho nó không có bị chói. Thì cái sức của chú cũng có hạn, chú chỉ cho được 8.5 thôi. 8.5. Và tiếp nối sau đây xin mời phần góp ý của ca sĩ Nguyễn Đức. Chào em Nguyên Lê. Lúc đầu vô thì thấy tự tin lắm, nhịp nhàng rồi ok lắm, hát cũng rất là dễ thương. Nhưng mà tự nhiên cái xong cái đến cái khoa qua cái lần mộng cái có một đoạn điệp khúc bị chạy nhịp là một. Thứ hai là thường thường mà ca sĩ chuyên nghiệp mà hát á, thì đến đoạn lên tông là phải có cây bo bấm hợp âm trước rồi người ta mới đi lên. Còn cái này là em tự động em đi luôn, không ai dẫn em đi hết. Cho nên chính vì vậy là cái lỗi này cũng rất là lớn. Anh thì anh khắc khe hơn các vị giám khảo. Cho em 7.5. 7.5. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ban thư ký của đài truyền hình IBC xem tổng số điểm của thí sinh Nguyên Lê là 33.5 điểm.
Một trong những thí sinh của ngày hôm nay đó là một thành viên của gia đình Phật tử Chùa Điều Ngự. Xin chào chú Sang Nguyễn. Chào Xuân Anh. Chú cảm thấy tâm trạng chú như thế nào khi tham dự cuộc thi Tâm Ca Đạo Hiếu? Tâm trạng thì rất là vui tại vì mình đóng góp được một phần nhỏ vào cái chương trình của chùa. Dạ. Và động lực nào khiến chú đi thi cuộc thi này? Nếu mà mình ca không hay mà mình ghi danh á, thì đó là một động lực thúc đẩy cái người nhiều người khác người ta ghi danh thêm. Dạ. Và đó là tại sao mà mình ghi danh hôm nay. Dạ. Ngoài việc thích ca hát ra thì chú thích làm những cái hoạt động gì cho xã hội? Tham gia vào gia đình Phật tử giúp mấy em học hỏi Phật pháp, tiếng Việt và những cái hoạt động bên ngoài. Dạ, thông qua những cái hoạt động mà phục vụ trong chùa thì có phải đó là một cơ hội để chú tiếp xúc với những cái bài hát về nhạc đạo, nhất là đạo Phật giáo, rồi những bản nhạc về tình yêu quê hương gia đình không ạ? Dạ đúng, gia đình Phật tử là một cái kho tàng của tâm ca đạo hiếu. Dạ, và hôm qua chú có ngủ được không? Chú cảm thấy hồi hộp không? Ngủ thì ngủ không được tại vì trại hè mới qua làm việc vất vả quá, phải đi làm nữa, thành ra cũng không có thời gian chuẩn bị nhiều. Nghe nói là chú cũng phải nghỉ làm một ngày để tham dự cuộc thi này, thì cũng hy vọng là những khán giả đang theo dõi cuộc thi ngày hôm nay sẽ ủng hộ cho chú Sang Nguyễn tham gia cuộc thi này thật là tốt và hy vọng là sẽ đạt giải được trong cuộc thi Tâm Ca Đạo Hiếu. Cảm ơn Xuân Anh, đoạt giải thì không có hy vọng lắm nhưng mà cũng thành thật cảm ơn Xuân Anh và cảm ơn tất cả các khán giả đang theo dõi đài IBC. Dạ, xin chúc chú thành công. Xin chào chú. Và kính thưa quý khán giả, nói chung là đi với lại cô Thảo Ly tối nay cũng vất vả lắm. Dạ, tránh cái bông sen của cổ. Dạ, dạ, chào Thảo Ly, chút xíu chia sẻ là đây là một bộ thiết kế áo dài mà do nghệ sĩ Ngọc Huyền đã có nhà thiết kế và bảo trợ cho chương trình chúng ta. Đúng như vậy. Và bởi vì nhà bảo trợ chúng ta mà có áo dài cho mặc mà không mặc thì uổng quá, cho nên nãy giờ đi lết lau chùa đó quý vị. Dạ. Nhưng mà cũng ráng lắm, lết từ đầu giờ đến cuối giờ. Cảm ơn lắm. Nói chung là mà vẫn thích đi vòng nguyên vậy là bảo đảm tuần sau là mình không cần phải quét sân khấu. Dạ thưa thầy, cho con mặc áo này tuần sau. Dạ, nhà thiết kế Minh Châu đó. Dạ vâng. Dạ, tiếp tục mặc ngày mai nữa ha. Đặng Trọng Minh Châu, nhà thiết kế. Dạ. Đặng Trọng Minh Châu. Dạ vâng. Thế nha, còn nhớ là khi mà chị Ngọc Huyền đưa đó, nói là áo dài này á, ai mặc vô đứng nguyên chỗ không được nhúc nhích. Bây giờ đi nguyên vòng là lát thảo, đi nguyên vòng giống như là mình đi thi hoa hậu á, là bảo đảm sạch luôn. Không, cái đó là lỗi của Ngọc Huyền. Khi mà Đặng Trọng Minh Châu nghe cái chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu đó thì Đặng Trọng Minh Châu mới nói chị Ngọc Huyền ơi, cái chương trình ý nghĩa quá. Em tuy rằng là ở Việt Nam không có được sang Mỹ nhưng mà xin cho em được bảo trợ những cái chiếc áo dài đẹp cho chương trình. Thì chị Ngọc Huyền cho em biết là các MC rồi huấn luyện ban giám khảo như thế nào để cho mà em lo những chiếc áo dài. Thì lỗi Ngọc Huyền đó quý vị, nói sao rằng có là có cảm giác là giống như bắt đầu là cái chuyện behind the scene của tụi em bị chị đưa ra màn hình đúng rồi. Là tại vì nói rằng là các cô MC của chị đều là người mẫu hết đó em. Cho nên là nhà thiết kế mới tạo ra cái bộ áo dài mà có cái đuôi giống như người mẫu vậy đó quý vị. Một tràng pháo tay cho MC. Dạ. Quý vị. Chừng em không có hơn dài quá. Vậy gì đâu chị. Em tưởng chị kể nguyên cái đoạn về sau nữa. Dạ. Đoạn về sau nữa nó nguy hiểm câu quá. Câu chuyện còn dài lắm. Dạ. Thôi chắc quý vị phải đón xem tuần sau tiếp tục để câu chuyện còn tiếp tục nha. Bây giờ dạ, thì mình đến với thí sinh chúng ta đi xíu để cho bớt căng thẳng đi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu với phần trình bày của thí sinh Sang Nguyễn với số báo danh là 242 với bài hát có tựa đề Thăm Lại Chùa Xưa, sáng tác của Giác An. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Thăm chùa xưa nghe hồi chuông thoáng đường
dáng lối đi. Bồi ngồi thôi từ đây, con tìm đâu lời thầy ban pháp âm. Rồi lòng con buồn tên khi lìa xa tiết thương rơi dòng châu. Nhìn ngôi chùa xưa bên dòng sông vẫn trôi, thời gian tàn phai bên thềm rêu phủ rằng. Hồng trần luôn sâu đau nên thầy đi hành đạo độ chúng sanh. Lòng từ bi vì tha đời chung đắp xây tình thương. Thầy dìu con đi tìm về chân như xa lìa bên mê. Từ biệt vô minh quay về chân theo cơn đới tên thần. Trở về Chúa xưa chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ. Bên khói hương trầm dẫn tiến kinh cầu thầy được bình yên. Thầy không còn đây gương hạnh con gắng trao. Lời khuyên ngày nào tâm từ con gắng trao. Tin thầy như trời cao êm đềm như mẹ hiền thương mến con. Ngày về thăm chùa xưa ơn thầy luôn khắc ghi tâm hồn con. Con đi tìm về chân như xa lìa bên mê. Từ biệt vô minh quay về ân gia chân lý nhiệm màu. Trở về chùa xưa chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ. Bên khói hương trầm dẫn tiến kinh cầu thầy được bình yên. Thầy không còn đây gương hạnh con gắng theo. Lời khuyên ngày nào tâm từ con gắng trao. Tin thầy như trời cao êm đềm như mẹ hiền thương mến con. Ngày về thăm chùa xưa ơn thầy luôn khắc ghi tâm hồn con. Ngày về thăm chùa xưa ơn thầy luôn khắc ghi tâm hồn con. Dạ, cảm ơn anh Sa Nguyễn rất là nhiều. Anh là huynh trưởng trong gia đình Phật tử ạ. Dạ, bao nhiêu là một tấm gương cho các em và mọi thành viên của gia đình Phật tử có thể noi theo trong chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu này. Tôi nhận rất là cảm ơn anh. Dạ, dạ vâng. Và xin mời ban giám khảo ạ. Xin mời nhạc sĩ Thùy Lâm xin. À, thưa anh Sang, anh có cái giọng trầm rất là hay. Dĩ nhiên đây là cuộc thi, nhưng mà chúng ta đều là những người thí sinh thì anh cũng phải chấp nhận cái sự phê phán của chúng tôi. Xin được kính anh 8 dạ, điểm. Dạ, 8 điểm. Dạ. Dạ vâng, xin mời ca sĩ Nguyễn Đức. Chào anh Sa Nguyễn. Cảm ơn anh đã đến với cuộc thi. Thật sự mà cái riêng cái nhận xét của Đức là anh hát bình thường, giọng ca cũng bình thường thôi, giống như là lên góp mặt cho vui. Chứ cũng không có cái gì gọi là để mà khen anh hết.
Mà cảm ơn anh đã hoàn thành cái bài thi của mình tròn trịa bài, tặng anh 7 điểm rưỡi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Và xin mời danh ca Sơn Tuyền ạ. Dạ Sơn Tuyền xin chào chú ạ. À, chú ơi, như chú hát hình như nó như chú đang sao nữa, sao cô danh ca Sơn bây Tuyền giờ mắt không thấy, mắt không thấy rồi đó. Dạ. 1963 gì Tám ơi. Hả? 1963 à? Dạ anh Sang sanh năm 1963. Lâu lâu cho người ta tiếu lắm một chút cho nó vui mà. À thì ra là hơn. Vậy. Dạ. Cố ý dạ. Dạ. Chị Sơn Tuyền xin chào em. Dạ giọng hát của em thì nó có cái độ trầm cũng dễ thương lắm, nghe rất là good. Nhưng mà đều có cái hình như em hát em đang buồn ngủ hay sao phải không? Dạ, em còn say thiếu ngủ thiếu sao? Ngủ dạ đúng rồi. Dạ mới đi làm về phải không ạ? Tôi nói dạ. Đâu có sai đâu đúng không? Ok em trai, thôi 8 điểm ha. Dạ 8 okay, điểm. Dạ vâng, xin mời nghệ sĩ Ngọc Huyền. Người nhà rồi nhưng mà người nhà lại phải càng khắc khe. Không thôi nói rằng là Ngọc Huyền binh gia đình Phật tử quá đâu được. Nói chung đó là khi mà Ngọc Huyền và ban giám khảo nghe cái demo của anh hát tuyệt vời anh ạ, à, tuyệt vời. Nhưng mà chắc có lẽ là mấy ngày là lo đi làm nè, rồi phụ các bác, các cô chú ở trong chùa mình lo Phật sự nè ha. Yeah. Rồi lo trang trí nè, rồi lo dọn dẹp cái khoang cảnh này để cho chúng ta có một buổi thi tuyệt vời như vậy. Cho nên là cái giọng nó bay đâu mất tiêu rồi. Nó hát nghe gì Tám nói đúng là buồn ngủ thiệt. Nhưng mà may mắn là lựa cái bài về thăm chùa xưa. Cho nên là Ngọc Huyền đã nói rằng ai chọn nhạc Phật, nam nhạc tâm ca thì Ngọc Huyền sẽ cộng thêm điểm. Cho nên là ưu ái dành tặng cho anh dạ 8 điểm. Dạ cảm ơn nghệ sĩ Ngọc Huyền. Dạ vâng, xin mời ban thư ký ạ. Ban thư ký tiết kiệm chữ quá đọc không ra đó, 31.5 tiếng Anh cũng bắt chước cô Sơn Tuyền luôn rồi. 31.5 mắc cận thành ra đọc. Dạ 31.5 xin ban thư ký viết chữ lớn lớn tí xíu hết mực mình bơm tiếp. Wow, những bó hoa là cái lần động viên rất là lớn. Lực động viên này chắc chắn là sẽ giúp cho các thí sinh được thi càng phấn khởi hơn. Dạ cảm ơn anh Sang rất là nhiều. Dạ vâng. Thi cái ngày hôm nay thì có thí sinh cũng rất là đặc biệt, có một cái nickname rất là đặc biệt mà những người ở đây thường hay gọi, đó là biệt danh Chế Linh. Nhưng mà thật sự tên thật của thí sinh Chế Linh có nghĩa là Yên Hải. Xin chào Yên Hải, chú chị Yên Hải. Xin chào Xuân Anh. Xin chào khán giả trên đài IBC và xin tập tất cả những người nào đã xem đài và ủng hộ cho mình được để đem tiếng hát mình. Yeah. Tại sao mà mọi người lại gọi anh là cái biệt danh là Chế Linh? Tại vì có nhiều người thích mình cái giọng hát của mình và thấy hơi giống Chế Linh đó cho nên đặt Chế Linh. Cho nên lấy Chế Linh luôn. Vô tình giọng ca rồi cũng yêu thích nghệ sĩ Chế Linh cho nên anh được mọi người yêu mến đặt tên là như vậy. Vậy thì thế mạnh của anh là hát dòng nhạc gì? Thế mạnh của mình thì hát dòng nhạc của tiền chiến của những nhà của ông Chế Linh đó, thì mình hát của những nhà kia rất khó khăn cho mình. Vậy thì trong cái cuộc thi lần này là về thể loại tâm ca, đạo hiếu, nhạc đạo cũng như là tình yêu quê hương, tình yêu gia đình, thì anh thấy là có hồi hộp không, có lo lắng không? Bởi vì chuyển sang một cái dòng nhạc cũng không quen thuộc với anh nhiều. Thì mình cũng hơi lo lắng và mình mong rằng mình sẽ được chiến thắng để đem lại một tiếng hát cho người hải ngoại, nữa là quê hương của mình, nhất là tổ tiên và người yêu của mình là điều hãnh diện nhất.
Vậy là hôm nay là người thân và người yêu của anh cũng đến đây để ủng hộ cho anh phải không ạ? Không, người không có đến. À, vì thì chắc chắn là sẽ xem đài truyền hình IBC 57.8 để ủng hộ cho anh Chế Linh. Vậy thì anh thấy là cuộc thi hôm nay á, thì anh cũng có sự chuẩn bị trước một ngày để tập dược. Thì anh có cảm giác là anh cần phải chuẩn bị những cái gì để có thể mà hoàn thành tốt cho cuộc thi hôm nay? Thì mình cũng có tập dược trước, nhưng có điều là hơi khó khăn cho mình là cái đàn piano không hết, cho nên bài hát của mình thì khi mà đã dương ra thì cái tiếng đàn phải có là cái lội, mà thường như ông Chính Linh hát thì mình theo nổi, cùng những cái đàn này rất là khó khăn cho mình, cho nên mình cố gắng hết mình để mình muốn đem tiếng hát về cho người Việt Nam không. Dạ, vậy thì cũng hy vọng là thí sinh Chế Linh sẽ hoàn thành tốt bài thi của mình để có thể vượt qua những cái phòng thi sắp tới. Dạ, xin chúc mừng anh. Thưa quý vị, một thí sinh tiếp theo, anh là một người yêu thích nam danh ca Chế Linh. Và chính vì vậy anh là Trịnh Liên Phương 2 đó. Anh cũng thích một cái biệt danh là Chế Linh. Yeah. Và anh cũng muốn chọn cái nghệ danh của mình là Chế Linh trong cuộc thi ngày hôm nay. Và anh có một cái sở thích rất là đặc biệt là thích ca hát, bên cạnh đó còn muốn làm tổng thống. Và chính vì cái tình yêu và chính trị đó, có lẽ như vậy cho nên anh đã chọn một ca khúc về tình yêu, yêu quê hương đất nước. Anh đã chọn ca khúc của nhạc sĩ Tô Huyền Văn, Quê Hương Bỏ Lại. Xin mời quý vị theo dõi sau đây. Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương. Một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ. Một ngày công nắng ấm và một ngày mong mưa rào. Một ngày tiêu hơi thở của đồng ruộng nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi, miền nào nuôi tăng tôi, mà giờ này tôi xa rồi. Này dòng sông khơi nắng, kìa ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang lạc lối, hãy thương và hãy quy tình đồng bào ta với ta. Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lửa hồng thắp sáng và niềm tin. Gió chiều mang hương quê, lòng giật mình trong cơn mê. Ngày buồn ôi lê thế mà hồn mình như ê chì. Sài Gòn ta vẫn nhớ, Đà Lạt chìm trong sương mù. Chiều nào biển Vũng Tàu sóng tặng cùng đến Cà Mau. Nhớ nhiều quê hương ơi, lòng thật thùng xa xôi tôi. Vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đồng Nai vẫn hững hờ. Nào Cần Thơ nắng ấm, kìa ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Nào Cần Thơ nắng ấm, kìa ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Xin cảm ơn phần trình bày của thí sinh Chế Linh. Cảm ơn người đã. Dạ, và sau đây là phần chấm điểm của Lady First, nghệ sĩ Ngọc Huyền. Cảm ơn anh Trịnh Yên Phương. Dạ, với cái biệt danh là nghệ danh, chứ anh lấy nghệ danh là Chế Linh phải không ạ? Phải đặt là Chế Linh 2 à, tại vì chú Chế Linh của chúng ta vẫn còn đang đương thời. Và chú hát rất là hay và vẫn bây giờ vẫn có được mệnh danh là ông hoàng của dòng nhạc bolero đó. Cho nên phải dùng chữ 2 giùm em gái nha, Chế Linh 2. Dạ, bất lĩnh. Chứ không được nói Chế Linh. Dạ thưa anh, thì em cười nãy giờ là bởi vì
anh Quốc Võ đổ mồ hôi hột. Anh hát một đàn, anh Quốc Võ đàn một nơi, anh hát một nẻo, anh Quốc Võ theo anh muốn chết luôn. Anh phải cảm ơn anh nhạc sĩ. Có lẽ là anh đam mê hát và rất yêu chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu của đài truyền hình IBC, phải không ạ? Dạ, đúng vậy. Dạ, cho nên là em biết lúc mà anh gửi demo cho ban giám khảo thì ca rất tốt, cái giọng anh đặc biệt, khá đặc biệt. Nhưng mà khi hát karaoke đó thì mọi người chú ý là lúc nào cái chữ nó cũng đi sao, nó sao một chút, cho nên chính vì vậy mà anh quen. Nói chung là cái phong cách biểu diễn của anh rất là dễ thương. Anh đến với chương trình bằng cả một cái tấm lòng. Bộ đồ anh bận rất là nghệ sĩ, trang trọng không? Không mà cái gọi là một cái rất là trang trọng cái chương trình, là anh bận đồ mà anh cảm thấy anh thích và đập mắt vào cho khán giả, vì nghệ sĩ phải như vậy. Cho nên là cái điều đó em rất là ưu ái anh. Dạ, là ưu ái lắm, là cho thêm nửa điểm. Cảm ơn. 7.5 điểm. Cảm ơn anh. Cảm ơn lời nhận xét và số điểm của nghệ sĩ Ngọc Huyền, 7.5 điểm. Và tiếp theo là lời nhận xét và chấm điểm của nhạc sĩ Thủy Lâm Sinh. Dạ, kính chào anh Chế Linh, số 2. Tôi thấy đồ anh là tôi thích rồi, là rất là highway. Và anh về tham dự với chương trình là ở đây chúng tôi rất là vui. Lẽ dĩ nhiên là đó là cái lòng của anh. Cho nên cũng rất là ưu ái như chị Ngọc Quyền, chỉ có 7.5 điểm chúng tôi có thể tặng anh, chứ không có thể nào hơn được. Cảm ơn nhạc sĩ Thủy Lâm Sinh với số điểm 7.5. Và kế tiếp là phần chấm điểm của danh ca Sơn Tuyền. Trời ơi, tôi biết rồi, bước ở dưới lên trên là tôi thấy nhìn tôi say đắm. Hát không nhìn ai, nhìn tôi không à. Là sao vậy? Hèn chi quên đầu quên đuôi hết trơn. Nè, lần sau đó anh Sang ơi, lên á. Em nghĩ chắc anh mặc bộ đồ này ra bôi xa là chắc đi tìm anh cái mồ côi là nhìn ra liền. Có biết dễ thương lắm không? Mà hình như là anh quê Quảng Ngãi phải không ạ? À, mình ở Sài Gòn ở quận 3. Đúng rồi, quận 3. Sao anh tới tiếng giống Quảng Ngãi nhà ông nội em quá. Bốn dùng chứng thực có mặt mà. Vậy hả? Ta hát vàng chứ có thể là vòn. Chơi chứ không phải là trừ. Nhớ anh nhớ phát âm lại tí xíu cho đó nha. Ok. Ok. 8 điểm. Alright. 8 điểm từ phần chấm điểm của danh ca Sơn Tuyền. Và cuối cùng là phần chấm điểm của nghệ sĩ Nguyễn Đức. Chào anh, có biệt danh là Chế Linh. Dạ, chào. Cảm ơn anh rất là nhiều đã đến với chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu. Thì tất cả những cái ý gì thì các vị giám khảo khác đã nói rồi. Dạ. Thì Nguyễn Đức tặng anh 7 điểm. Dạ, mình biết trước mà. Cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Đức. Cảm ơn ban giám khảo nhiều và cảm ơn khán giả. Xin chào. Và số điểm từ ban thư ký gửi lên đó, tổng số điểm là 30 điểm dành cho thí sinh Chế Linh 2. Xin chúc mừng phần trình diễn của anh.